Hello anh em, thì bữa nay bên trại mình có cập nhật những cái dòng cá Molly và những dòng cá bẻ màu thần chủng về cho anh em mình làm giống ha. Và đặc biệt hơn là ở cuối clip á, mình có là một cái mini game để tặng cá về cho anh em mình làm giống nha. Mình tặng 3 cặp nha anh em. Thì đợt clip trước mình có nói với anh em là clip sau mình có làm một cái mini game á. Thì ở cuối clip anh em theo dõi giúp mình ha. Thì mình sẽ quay từ dòng chi tiết hơn cho anh em xem. Thì đây là Molly sọt vàng cam đuôi án nha anh em. Size này là size sinh sản ha. Size này nó khá là to anh em ơi. Nó bằng cái ngón tay của mình á. Cái này thì mình đi cho anh em là 25k một con nha anh em. Và anh em lưu ý giúp mình ha. Ở đây thì mình sẽ ship đơn từ 200k trở lên. Và phí ship sẽ là 40k trên một đơn nha anh em. Còn anh chị em nào mà bắt đơn từ 500k trở lên á, thì bên chạy của mình sẽ miễn phí ship cho anh em. Đó. Rồi, còn đây cũng là Molly sọt vàng cam luôn em ơi. Nhưng đây là đuôi tròn. Đó, xay cá nó cũng rất là to anh em. Xay nó là xay sinh sản á. Là bằng cái ngón tay của mình luôn á. Anh em thấy body nó rất là đẹp ha. Thì cái này dành cho anh chị em mình về chơi thả thí sinh hoặc là nuôi trải nghiệm á anh em. Cái này thì mình sẽ bán theo combo cho anh em là 25 con. À, 25 con sẽ là 200k nha anh em. Đó. Còn anh em nào bắt lẻ thì sẽ là 10k một con ha. Anh em thấy cái body nó rất là ngắn nha. Rồi, tiếp tục là vẫn là dòng Molly sọt Platinum đuôi án luôn nha anh em. Nhưng mà đây là mắt đỏ. Thì hiện tại là mình còn 4 cặp, 4 trống và 4 máy trong clip mình đang quay cho anh em xem ha. Đó, 8 con trong clip. Cái này thì mình dọn hồ đi một lần cho anh em luôn là 150k một con nha anh em. Với điều kiện là anh em bắt hết hồ ha. Thì hết hồ này là mình có 8 con như trong clip mình đang quay cho anh em xem luôn nha. Đó, có 4 cặp. Có 4 cặp mà 4 trống và 4 máy về cho anh em mình để chơi sinh sản ha. Đó. Anh em mà muốn mua những cái dòng cá săn sale như thế này á, thì anh em chụp màn hình lại, anh em gửi qua Zalo cho mình hoặc là anh em gọi trực tiếp cho mình để chốt đơn ha. Rồi tiếp tục là Molly đuôi tròn nha anh em. À, Molly sọt Platinum đuôi tròn. Thì clip vừa rồi mình đang quay cho anh em xem á, là đuôi án, là đuôi song kiếm ha. Còn đây là đuôi tròn. Đó, đuôi tròn thì size này là size sinh sản nha anh em, size khá là to rồi. Cái này thì nó khá là super sọt luôn em ơi. Nhìn nó cực kỳ là ngắn body luôn. Cái này hàng mắt đỏ thì mình sẽ bán cho anh em với cái giá cũ là 220k một cặp. Ở clip trước mình có show lên cho anh em và mình có báo giá công khai cho anh em rồi ha. Thì anh em nào mà theo dõi kênh của mình thì cũng biết cái giá cá bên mình bán như thế nào rồi. Nhưng mà đợt này thì mình có một cái khuyến mãi. Mình có một cái mini game á anh em. Mình có một cái mini game ở cuối clip. Anh em theo dõi kênh, anh em theo dõi video giúp mình thì anh em sẽ thấy được cái mini game để mà mình tặng cá cho anh em ha. Rồi, tiếp tục là mình chuyển sang những cái dòng cá guppy nha anh em. Đây là HP Z-Sort Gibbon Finchy tay bơi bấm. Thì cái dòng cá này trên thị trường nó cực kỳ là hiếm nha anh em. Thì lúc trước nó cũng có, cũng cách đây cũng khá lâu anh em. Nhưng mà ít người mà làm ra được số lượng á. Thì hiện tại bên trại mình có khoảng 40 cặp để cung cấp cho anh em ha. Cái này thì mình đi cho anh em là 120k một cặp. Anh em bắt combo 4 cặp á, thì sẽ là 400k. Đó. Xay cá hiện tại là được 3 tháng rồi nha anh em. Anh em thấy body nó rất là ngắn ha. Và cái body nó rất là ok luôn em ơi. Và cái bộ form của nó và cái bộ màu của nó nhìn khá là ổn ha. Rồi cùng đây, ở đây cũng là HP Z-Sort nữa anh em. Nhưng mà cái này là dạng như mình bán thủy sinh cho anh em chơi á. Cái này thì có máy là máy gen. Còn trống là trống ghi bông nha anh em. Cá như trong clip mình đang quay cho anh em xem ha. Thì cái này mình sẽ đi cho anh em là 10 cặp 150k. Đó. Còn anh chị em nào mà bắt 40-50 cặp á, thì mình đi cho anh em là 10k một cặp ha. Với điều kiện là anh em bắt số lượng lớn nha. Còn anh em nào mà bắt 10 cặp 20 cặp thì sẽ là 150k 10 cặp nha anh em. Đó. 15k một cặp nha. Size cá thì nó rất là to anh em ơi. Và anh em thấy cái body của cá máy nó cũng khá là mập luôn. Đó. Cá chấm là chấm như bông nha anh em. Rồi tiếp tục là hàng tuyển giống anh em ơi. Thì này mình lựa lên lọc form đồ cá rất là ok nha anh em. Thì mình có 10 cặp như thế này để chia cho anh em ha. Cái này là Dumbo Hackmon BDS dán sọt nha anh em. Cái bộ máu là máu sọt ha. Anh em thấy là cá hiện tại còn rất là tơ luôn. Nhưng mà anh em thấy là nó bung cái đuôi hình chữ D. Và cá chấm và cá máy nó bung một lượt luôn anh em. Nó bung khá là đều luôn ha. Và đặc biệt hơn ở chỗ á, là con cá chấm của mình cái màu nó rất là đẹp anh em. Cái màu đuôi nó rất là sạch luôn. Nó không có bị đấm đen. Anh em nào mà chuyên về Dumbo hay là từng nuôi những cái dòng cá Dumbo Hackmon á, thì sẽ biết những cái vấn đề nãy giờ mình nói ha. Đó. Thì đây là hàng tiễn ở bên chạy của mình, nên là mình đi cho anh em là 180k một cặp nha anh em. Còn anh chị em nào bắt combo 3 cặp á, mình sẽ đi là 500k. Đó. Rồi tiếp tục là Albino Full Grown Gibbon tai bê bớm nha anh em. Tai bê khá là ổn, khá là dài luôn em ơi. Đây là Full Grown mắt đỏ thịt vàng. Đó.
Thì cái bộ full gold mắt đỏ này á thì mình sẽ bảo hành cho anh em mình nuôi mọi loại nền luôn. Anh em nuôi màu nền đen hay là nền xanh, nền tím, nền vàng gì á, nó cũng không bị xuống màu nha anh em. Đó, cái màu nó vẫn là vảy vàng vảy sáng cho anh em mình chơi một cái thời gian về lâu về dài luôn. Tại vì nó là mắt đỏ, nó không có bị tụt màu như là những cái dòng cá mắt đen, như là full gold mắt đen nha anh em. Cái này thì mình đi giá cũ cho anh em là 150k một cặp, combo 3 cặp sẽ là 400k. Thì hiện tại mình còn ít nha anh em ơi. Đặc phẩm mình có cập nhật một lần á, nhưng mà có rất là nhiều anh em ủng hộ luôn, nhưng mà hiện tại là mình còn ít để bán cho anh em ha. Đó. Rồi, tiếp tục là vẫn là hàng tiễn đó nha anh em. Đó. Cái đuôi, cái bộ đuôi và cái bộ vây á, giống như là con cá mà nó có hai cái đuôi á anh em. Tại vì cái vây lưng ở trên của nó rất là bự luôn. Đó, anh em thấy là nó rất là dày dày luôn anh em, kiểu như là gô là cái hoa hồng á anh em, giống như là một cái đó hoa hồng vậy đó. Đó. Thì đây là HP Get Go Hắc Môn hàng tiễn ở bên chạy của mình để chia cho anh em là 120k một cặp ha. Còn anh chị em nào bắt combo 4 cặp thì sẽ là 400k. Đó. Ở đây mình bán theo cặp á anh em, là ví dụ như là combo 4 cặp thì sẽ có là 4 trống và 4 máy cho anh em mình về để ghép sinh sản và làm giống ha. Lúc nãy thì mình quay cho anh em là HP Get Sọt ghi bông Finxi tay bê bấm, còn đây là HP Get Go Hắc Môn nha anh em. Đó. Rồi tiếp tục là dòng gồng đỏ ghi bông Hắc Môn BDS anh em ơi. Đó, ở đây là cái máy là máy ghi bông Hắc Môn BDS, anh em thấy khá là rõ ha. Còn trống là trống trống gen nha anh em, tại vì con trống ghi bông nó không có dí máy được á, nên là mình chỉ bán thủy sinh thôi, mình chỉ bán thủy sinh cho anh em thôi chứ mình không có bán kèm theo là trống ghi bông cho anh em ha. Đó, tất cả những cái dòng cá với màu luôn nha anh em, cái máy là máy ghi bông, còn trống là trống gen. Ở bên chạy của mình ghép sinh sản là như vậy ha. À, con trống ghi bông á nó vẫn dí máy được, nhưng mà cái tỷ lệ nó dính rất là thấp nha anh em, cái tỷ lệ của nó dính bầu rất là thấp luôn, cực kỳ thấp luôn, nên là mình không có lấy trống ghi bông, mình chỉ bán cho anh em là trống gen với lại máy ghi bông cho anh em chơi nữa ha. Cái này thì mình đi cho anh em là 120k một cặp, còn anh em nào bắt combo 4 cặp á thì sẽ là 400k. Đó. Rồi tiếp tục là dòng cá albino Svigado nha anh em. Cái này thì nó có một cái đặc điểm là cái vảy platinum á anh em, giống như là một công chúa mà được mặc thêm một cái váy vậy đó. Đó, nó tương tự giống vậy nè, ở trên là một cái phần thân khá là trắng ha, còn ở dưới là một cái đuôi màu đỏ xòe ra. Thì cái này mình đi cho anh em là 50k một cặp. Cái này anh em thấy cái size cá nó cũng rất là to anh em, cái máy thì hiện tại nó đã ôm bầu hết rồi. Ở đây mình quay cho anh em xem á, là có cá trắng và cá máy đầy đủ cho anh em xem luôn, cá hiện tại thì rất là sung và lanh và khỏe anh em ơi. Rồi tiếp tục là dòng cá chơi top view nha anh em, là Dumbo Big Air Platinum ha. Thì đây là mình quay cái màu cá ở dưới nắng, cái màu nó tự nhiên nhất có thể cho anh chị em mình xem tham khảo luôn. Tại vì có mình để thêm một cái cọng gông vô anh em, cái cọng gông thì nó màu xanh thì chắc chắn là mình không có thể chỉnh màu được cho anh em rồi. Đó. Thì đây là một cái dòng cá mình sẽ bảo hành cho anh em mình làm giống luôn, là Dumbo Big Air Platinum ha. Cái này thì mình đi cho anh em là 50k một cặp. Còn anh chị em nào bắt 10 cặp thì mình sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Thì mình sẽ tặng thêm cho anh em mình một hai cặp nữa về cho anh em mình chơi thêm. Thì hiện tại là size cá nó cũng được 3 tháng rồi anh em, cái máy nó rất là ok rồi. Mình sẽ bao cho anh em luôn là cái trống máy nó cùng bộ gen với nhau về cho anh chị em mình làm giống ha. Rồi tiếp tục là dòng cá full gold ghi bông tay bê bấm full option nha anh em, toàn bộ trong một cái chậu mình đang show cho anh em á là cá máy hết ha. Đó, cá máy ghi bông tay bê bấm full hết hai tay và nó full vảy dắt thân luôn anh em ơi. Thì cái này mình đi cho anh em về hàng để làm giống nha anh em, là 120k một cặp. Còn anh chị em nào bắt combo 4 cặp á thì sẽ là 400k. Thì anh em nào mà muốn mua số lượng lớn cũng như là mua mỗi dòng mỗi combo á thì mình sẽ giảm giá xuống cho anh em nào mà khi mua đơn từ 1 triệu trở lên á thì mình sẽ giảm giá thêm cho anh em mình dễ tiếp cận những cái dòng cá ở bên mình hơn ha. Đó. Rồi tiếp tục là vẫn là hàng ghi bông Finxi tay bê bấm nha anh em, là Will Coi Sọt ghi bông Finxi tay bê bấm, xài cá nó cũng rất là ổn rồi anh em ơi. Thì toàn bộ trong đây là có cá máy ghi bông Finxi cho anh em xem và có một con cá trống gen á, mình để vô trống gen cho anh em mình xem tham khảo ha. Tại vì những cái dòng coi á anh em thì con trống nó rất là nhỏ con luôn, nó không có bự con bằng cá máy được đó. Anh em thấy cá trống gen ha. Đó. Cái này thì mình đi cái giá cũ cho anh em ha, là 70k một cặp. Còn anh chị em nào bắt combo 5 cặp ấy, thì sẽ là 300k. Thì ở bên trại của mình anh em, trong cái quá trình mà vận chuyển tới tay anh em á thì mình có bảo hành cá nó sống khỏe và đủ số lượng cho anh chị em mình nhận được ha. Và anh em được quyền kiểm tra cá của mình mua trước khi thanh toán tiền cho shipper nha. Ở đây mình có hỗ trợ ship code cho anh em trên toàn quốc ha, nên là anh em mình yên tâm nha.
Rồi đây là vẫn là hàng tiễn đó nha anh em ơi, là dòng đỏ HMONBDS tia ha. Thì cá hiện tại tiễn là được xây 3 tháng rồi anh em. Mình form lên cái body và cái bộ vây và cái bộ đuôi á, nhìn nó cực kỳ là nét luôn. Đó. Cái này thì mình đi cái giá cũ cho anh em ha. Thì hiện tại mình còn có 6 cặp để chia cho anh em ha. Mình còn để sinh sản đó anh em, nên là mình không có bán hết ha. Cái này thì mình đi cho anh em là 150k một cặp. Còn anh chị em nào bắt combo 3 cặp á thì sẽ là 400k ha. Xây cá hiện tại được 3 tháng nha anh em. Xây cá nó rất là to rồi. Và mình mới ghép chống máy đây khoảng 10 ngày nay thôi nè. Đó. Rồi, tiếp tục là dòng Dumbo Coi Gattel nha anh em. Đó, Dumbo Coi Gattel thì cái hàng này là hàng chung anh em ơi, nó không phải là hàng tiễn, cũng không phải là hàng VIP ở bên chợ của mình ha. Thì hàng này là hàng tầm trung thôi. Thì tầm trung thì mình sẽ bán cái giá tầm trung cho anh em chơi ha, là 50k một cặp. Còn anh em nào bắt combo 10 cặp á thì sẽ là 400k. Anh em thấy là cá trống và cá máy luôn thì nó cũng vẫn lên cái đầu coi rất là tốt nha anh em. Đó, ở đây là mình đang quay ở dưới nắng nè, thì nó lên được cái đầu coi rất là tốt luôn. Nhưng mà hai cái tai bê của con cá trống á, nó không có bự như là Dumbo Big Air cái hàng thường của mình được. Đó, nó chỉ được một cái đầu coi thôi. Nên là cái giá nó cũng khá là ổn cho anh em mình tiếp cận ha. Rồi, đây cũng là vẫn là một cái dòng coi nha anh em, là coi Gen E ghi bông ha. Thì từ bố mẹ full hai tay đẻ ra luôn. Nhưng mà hiện tại cá mà mình bán cho anh em á là nó không lên tay nha anh em. Cá nó bị mít tay ha. Thì cái hàng ghi bông mà tay bê bấm sắc phiên này á, mình đi cho anh em là 50k một cặp. Đó. Còn anh chị em nào bắt combo 6 cặp á thì sẽ là 250k nha anh em. Đó. Ở đây toàn bộ mình quay cho anh em xem là cá máy hết nha. Cá máy thì nhìn rất là mập anh em ơi, xây cá hiện tại nó cũng được 3 tháng hết rồi. Thì những cái dòng coi này á thì anh em nuôi cái màu nền nó rất là đơn giản luôn. Nó chịu được tất cả mọi loại nền luôn anh em. Tại vì cái dòng coi nó không có bị kén nền á. Đó. Chỉ có là full gold là những cái dòng gồng nữa á thì nó mới kén nền. Còn những cái dòng cá khác thì nó không có kén nền nha anh em. Đó, như đây là dòng xanh tia Platinum nè. Cái dòng này á thì anh em nuôi màu nền đen á, cái nền đen nền tối á thì nó sẽ lên cái tia nó đẹp hơn, nhưng mà cái vảy Platinum nó sẽ lên chậm hơn nha anh em. Đó, nó được cái này nó sẽ mắc cái kia ha. À, cái này thì mình đi cho anh em là 60k một cặp nè. Thì hàng full vảy Platinum giáp thăng hết rồi anh em ơi. Cá trống thì lên đuôi tia cực kỳ nét luôn. Đó, vây BDS nữa ha. Cái này thì 60k một cặp là cái giá cũ, hổng giờ mình bán cho anh em ha. Còn anh em nào bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 250k. Anh em thấy là mình đang quay ở dưới nắng á, cái màu nó nhìn rất là ok nha anh em. Cái màu nó tự nhiên dữ lắm, nhất có thể cho anh em mà mình xem luôn ha. Rồi tiếp tục là dòng cá mà dành cho anh chị em mình tập chơi ha. À, đây là dòng cá khá là dễ nuôi luôn anh em ơi, mà nó được sinh sản khá là tốt nữa. Cái này là blue tật xăng nha anh em, mình đi cho anh em là 20k một cặp. 20k một cặp thì tính nó có 10k một con hả anh em. Còn anh chị em nào bắt combo 10 cặp á thì sẽ là 180k ha. Anh chị em nào mà muốn thả những cái hồ thủy sinh, những cái hồ non bộ hay là những cái ao sen, chậu kiển, thùng ốc đồ á thì anh em có thể bắt một lô thật răng này về thả ha. Tại vì anh em nuôi ngoài trời á, ngoài nắng á thì nó sẽ lên được cái tông màu xanh trên đỉnh đầu á, giống như là mình đang quay cho anh em xem á, nhìn khá là đẹp nha anh em. Rồi tiếp tục là vẫn là hàng thủy sinh dành cho anh chị em nào mà muốn mua số lượng thả thủy sinh hay là muốn tập chơi thì anh em có thể chơi cái dòng cá này ha. Thì đây là full gold thủy sinh nha anh em. Cái này thì bao gồm là máy gen, còn trống là trống ghi bông, cá như trong clip mình đang quay cho anh em xem ha. Cái này thì mình đi cho anh em là 9k một con nha anh em. Đó, 9k một con nha. Xay cá hiện tại nó cũng khá lỗ mà anh em, nói chung là cái xay cá nó lên full vảy và nó lên nhú tay, có con nó lên full tay luôn anh em. Trống thì nó sẽ lên full nắp sành hết nha. Đó, trống ghi bông tay mới bấm lên full nắp sành cho anh em mình chơi luôn. Rồi ở cuối clip này thì mình có lên một cái mini game nó tặng cá cho anh em chơi ha. Thì trả lời cuộc chơi như thế nào thì anh em xem rõ giúp mình nha. Đó, đây là ba cặp HB Gatsot ghi bông Finsi nha anh em. Xây giống cá làm giống ở bên trại của mình ha. Thì cái này thì anh em nào mà đón trúng kết quả sổ số giải đầu tiên đó anh em, lô đầu á, hai chữ số đầu tiên của Đài An Giang á, ngày 28 tháng 3 thì mình sẽ gửi tặng cho anh em đó ha. Đó, anh chị em nào mà đón trúng được hai số đầu tiên thì anh em sẽ được nhận được là ba cặp cá như thế này nha anh em, và mình sẽ đóng gửi cho anh em luôn. Anh em nhận cá chỉ cần trả tiền phí ship cho shipper thôi. Đó, anh em nhớ đăng ký kênh cộng like video giúp mình trước khi comment ha. Anh chị em chỉ được comment một lần và không được chỉnh sửa nha anh em. À, chúc tất cả anh chị em mình may mắn nha.